ca sĩ Di Mạnh tung MV Tôi Không Sao Kê Đâu cực hot. Tối ngày 6 tháng 9, không làm khán giả phải chờ đợi, ca sĩ Di Mạnh đã tung ra MV ca nhạc Tôi Không Sao Kê Đâu, thu hút đông đảo sự thích thú từ cư dân mạng. Giữa tâm bão sao kê thời gian gần đây, xoay quanh lùm xùm giữa bà Phương Hằng và những nghệ sĩ như Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, mới đây nam ca sĩ Di Mạnh đã tung ra bản full bài hát Tôi Không Sao Kê Đâu. Ca khúc là sự kết hợp giữa Di Mạnh và Redson Hiến Phan. Chỉ 4 giờ đồng hồ, đoạn clip chàng ca sĩ ngồi trên show tô hát full bài hát đã thu hút 49.000 lượt yêu thích và 8.000 lượt chia sẻ. Đa số mọi người đều vô cùng thích thú, hưởng ứng tích cực với giai điệu vui tai. Câu từ trong phần lời kể và câu chuyện nghệ sĩ đi từ thiện, đây cũng chính là vấn đề nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội mấy ngày qua. Đoàn Việt Quốc liên tục lặp lại câu tôi từ thiện bằng cái tâm, và kết lại bằng câu từ thiện bằng cái tâm thì đi sao kê đi. Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, 2 tiếng sau khi clip hát full đăng lên, Di Mạnh còn làm hẳn một bản lyric video đăng tải trên trang YouTube cá nhân. Bên dưới video có hẳn phụ đề lời bài hát cho ai cần, đúng hẳn là ca sĩ Di Mạnh thật có tâm. Hiện ca khúc Tôi Không Sao Kê Đâu của chàng ca sĩ vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý, lượt chia sẻ và sự ủng hộ của người hâm mộ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.